Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ông Biden chỉ trích phán quyết của tòa tối cao Mỹ về quyền miễn trừ của ông Trump. Ngày 1 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng về phán quyết mới đây của tòa tối cao Mỹ về quyền miễn trừ của cựu Tổng thống Donald Trump, cũng như ra cảnh báo nếu ông Trump đắc cử, theo đài CNN. Không có vị vua nào ở Mỹ, mọi người chúng ta đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai đứng trên luật pháp kể cả Tổng thống Mỹ, ông Biden phát biểu. Phán quyết của tòa tối cao Mỹ hôm nay về quyền miễn trừ đối với Tổng thống đã làm thay đổi cơ bản đối với tất cả các mục đích thực tế, hầu như không có giới hạn nào đối với những gì Tổng thống có thể làm. Phán quyết là một nguyên tắc mới và là một tiền lệ nguy hiểm vì quyền lực của Tổng thống sẽ không còn bị hạn chế bởi luật pháp, thậm chí bao gồm tòa tối cao Mỹ, Tổng thống Biden nói thêm. Ông Biden cũng chỉ trích phán quyết của tòa tối cao là một hành động tiếp theo trong việc phá hoại một loạt các nguyên tắc pháp lý lâu đời. Ông Biden đưa ra phát ngôn trên ngay sau khi tòa tối cao Mỹ ra phán quyết rằng cựu Tổng thống Trump không thể bị truy tố đối với một số hành động mà ông đã thực hiện trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống. Động thái này có khả năng trì hoãn phiên tòa truy tố cựu Tổng thống đối với cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử 2020. Cũng trong bài phát biểu vào hôm 1 tháng 7, ông Biden đề cập vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021, gọi đây là một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tổng thống Biden nói rằng quyết định của tòa tối cao khiến ông Trump khó có thể phải ra tòa vì các cáo buộc hình sự liên quan vụ bạo loạn Điện Capitol trước ngày bầu cử vào tháng 11 tới đây. Tôi biết tôi sẽ tôn trọng giới hạn quyền lực của Tổng thống mà tôi đã có trong 3 năm rưỡi. Nhưng bất kỳ Tổng thống nào, kể cả ông Donald Trump, giờ đây sẽ được tự do phớt lờ luật pháp, ông Biden nhấn mạnh. Ông Biden cho rằng cử tri hiện có tiếng nói cuối cùng về việc buộc Trump phải chịu trách nhiệm. Người dân Mỹ phải quyết định xem họ có muốn giao phó chức vụ Tổng thống cho ông Donald Trump hay không, khi biết rằng giờ đây ông được khuyến khích để làm bất cứ điều gì mình muốn, bất cứ khi nào ông thấy muốn, Tổng thống Mỹ nói thêm. Tòa tối cao Mỹ ra phán quyết về quyền miễn trừ của ông Trump. Tòa tối cao Mỹ ngày 1 tháng 7 đã ra phán quyết rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể bị truy tố đối với một số hành động mà ông đã thực hiện trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống, theo đài CNN. Chúng tôi kết luận rằng, theo cấu trúc hiến pháp của chúng ta về quyền lực phân lập, bản chất của quyền lực Tổng thống đòi hỏi một cựu Tổng thống có một số quyền miễn trừ khỏi bị truy tố hình sự đối với các hành vi chính thức trong nhiệm kỳ của mình, ít nhất là đối với việc Tổng thống thực hiện các quyền lực hiến pháp cốt lõi của mình. Quyền miễn trừ này phải là tuyệt đối, chánh án John Roberts thay mặt tòa tối cao Mỹ đọc phán quyết. Tuy nhiên, theo chánh án John Roberts, Tổng thống không được hưởng quyền miễn trừ đối với những hành động không chính thức của mình và không phải mọi việc Tổng thống làm đều là chính thức. Tổng thống không đứng trên pháp luật, có thể hiểu là nếu hành động của ông Trump được xác định là không chính thức, thì vị cựu Tổng thống vẫn bị truy tố. Như vậy, phán quyết trên với tỷ lệ bỏ phiếu 6-3, với đa số thẩm phán bảo thủ, bác bỏ quyết định từ tòa phúc thẩm liên bang vào tháng 2 rằng ông Trump không được hưởng quyền miễn trừ trách nhiệm hình sự đối với những nỗ lực nhằm đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020. Với phán quyết trên, tòa tối cao Mỹ chỉ đạo tòa cấp dưới xem xét liệu hành vi của ông Trump trong vụ việc trên là chính thức hay không chính thức. Ông Trump ca ngợi phán quyết trên của tòa tối cao Mỹ trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng thắng lợi lớn cho hiến pháp và nền dân chủ của chúng ta. Phiên dân chủ chao đảo sau phiên tranh luận Biden-Trump. Phiên tranh luận giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 27 tháng 6 qua đã khiến nhiều cử tri và đảng viên Dân Chủ quan ngại về khả năng chiến thắng của đương kim Tổng thống so với người tiền nhiệm trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới. Từ đó, rộ lên nhiều ý kiến nên thay ông Biden. Song, đây là một quy trình đầy phức tạp. Theo đài MSNBC, nhiều đảng viên Dân Chủ, cả công khai và riêng tư, đang đặt câu hỏi liệu đảng này nên thay thế hay tiếp tục giữ Tổng thống Biden làm đại diện đối đầu ông Trump trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay. Nhiều đảng viên Dân Chủ rất quan ngại về tuổi tác và năng lực của ông Biden. Ngày 30 tháng 6, Hạ nghị sĩ Dân Chủ bang Maryland, ông James Raskin, lên tiếng rằng có vấn đề lớn đối với màn thể hiện của ông Biden trong phiên tranh luận. Theo ông Raskin, có những cuộc đối thoại rất thẳng thắn, nghiêm túc đang diễn ra ở mọi cấp độ trong đảng của chúng tôi. Cùng ngày, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ Arty Ribak cho rằng người ủng hộ phải thúc đẩy các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ thay thế ông Biden. Ông Ribak cho rằng các quan chức được bầu của nước Mỹ đang im lặng một cách đáng ngạc nhiên trước người dân về vấn đề này.
Phần mình, cựu thượng nghị sĩ Dân Chủ Clyde McCaskill cũng bày tỏ quan ngại lớn về khả năng chiến thắng của ông Biden trước đối thủ là ông Trump. Tôi không phải là người duy nhất thất vọng, có rất nhiều người đã xem chương trình này tối 27 tháng 6 và cảm thấy rất tệ cho ông Biden. Tôi không biết liệu có thể làm gì để sửa chữa điều này không, ông McCaskill nói. Nhiều đảng viên Dân Chủ như ông Nicholas Kriptop, tay bút chuyên chính trị của tờ The New York Times, ông Vanzonis, nhà báo kỳ cựu của đài CNN, cũng lên tiếng kêu gọi Tổng thống phải rút khỏi cuộc đua hoặc ít nhất là xem xét khả năng này một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận đảng viên Dân Chủ bảo vệ Tổng thống đương nhiệm, bác bỏ khả năng chọn ứng viên thay thế ông Biden. Thượng nghị sĩ Dân Chủ bang Georgia, ông Raphael Warnock nói rằng hoàn toàn không có khả năng chọn ứng viên thay thế ông Biden. Những cuộc tranh luận không tốt vẫn thường xảy ra. Câu hỏi đặt ra là ông Trump đã từng xuất hiện vì ai ngoài chính ông ấy và những người như ông ấy hay chưa? Tôi ủng hộ ông Biden và nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng ông Biden thắng cử, đài NBC dẫn lời ông Warnock. Lãnh đạo phe thiểu số Dân Chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries thừa nhận rằng ông Biden có màn thể hiện không tốt trong phiên tranh luận, nhưng nhấn mạnh rằng đây chỉ là bước đệm cho sự trở lại, theo hãng tin Reuters. Thượng nghị sĩ Dân Chủ bang Delaware, ông Chris Coons chia sẻ trong chương trình This Week của đài ABC rằng ông Biden cần tiếp tục cuộc đua để đảm bảo ông Trump bị đánh bại. Ngoài ra, đội ngũ tranh cử của ông Biden cũng cật lực xử lý vấn đề này bằng cách gửi email trấn an cử tri, gọi điện thoại thuyết phục các nhà tài trợ. Theo Reuters, việc thay thế ông Biden bằng một ứng viên khác nếu có cũng sẽ đòi hỏi một quy trình vô cùng phức tạp. Theo bà Eli Kamak, thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Brookings, thành viên Ủy ban Quốc gia Dân Chủ DNC, Đảng Dân Chủ hiện tại không có kế hoạch B nào thay ông Biden, đại diện đảng, tham gia cuộc bầu cử Tổng thống năm nay, vì khi tranh cử sơ bộ, đương kim Tổng thống gần như không có đối thủ. Bà Kamak cho biết, việc có đổi người đại diện hay không phần lớn phụ thuộc vào chính bản thân Tổng thống Biden. Ông ấy sẽ phải đồng ý từ chức hoặc có một đối thủ thách thức buộc ông ấy phải làm như vậy. Tuy nhiên, cho đến nay, ông Biden vẫn chưa có dấu hiệu muốn từ bỏ và cũng không có đối thủ nào trực tiếp thách thức ông, bà Kamak nói. Trong trường hợp ông Biden bỏ cuộc trước khi tổ chức Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ tháng 8 tới, các đại biểu mà ông đã giành được ở các cuộc bầu cử sơ bộ trước đó sẽ bầu chọn cho ứng viên tiềm năng thay thế. Khi đó, có thể sẽ có một cuộc cạnh tranh giữa các ứng cử viên Dân Chủ khác để trở thành người đại diện. Các ứng cử viên phải có chữ ký của 600 đại biểu đại hội để được đề cử. Năm nay, Đảng Dân Chủ dự kiến sẽ có khoảng 4.672 đại biểu, gồm 3.933 đại biểu cam kết và 739 siêu đại biểu, gồm các lãnh đạo cấp cao của Đảng và các quan chức đã được bầu của Đảng. Nhóm này không bỏ phiếu trong bầu cử sơ bộ. Nếu muốn đại diện đảng, ứng viên phải giành được sự ủng hộ ít nhất 1.968 đại biểu cam kết. Trong trường hợp không ứng viên nào đạt được 1.968 đại biểu ủng hộ, thì nhóm siêu đại biểu sẽ thương lượng với lãnh đạo đảng để tìm ra người đại diện. Theo bà Kamak, có nhiều ứng cử viên có thể tham gia tranh cử. Song, hiện vẫn chưa thấy nhân vật nào thực sự nổi bật. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris gần như chắc chắn sẽ đứng đầu danh sách này. Song, bà hiện cũng đang gặp phải những vấn đề khó khăn trong công việc và tỷ lệ bỏ phiếu cho bà cũng không khả quan, theo cuộc thăm dò ý kiến cử tri của đài ABC News. Tiếp đó, Thống đốc bang California Gavin Newsom, Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer, Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear và Thống đốc bang Illinois J.B. Pritzker đều được coi là những ứng cử viên thay thế tiềm năng. Tuy nhiên, các nhân vật này hiện là những người ủng hộ trung thành của ông Biden và đang nỗ lực giúp đương kim Tổng thống tái đắc cử trong cuộc đua Nhà Trắng năm nay. Trong trường hợp ông Biden bỏ cuộc sau khi tổ chức đại hội, 435 thành viên của Ủy ban Quốc gia Dân Chủ sẽ chọn một ứng cử viên mới. Các thành viên sẽ gặp nhau trong một phiên họp đặc biệt để chọn ra người đại diện. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!